Xin chào tất cả quý vị khách hàng thân mến ạ. Ngày hôm nay, em Hưng đang có mặt tại chợ Minh Hưng, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, chia sẻ đến quý cô bác anh chị khách hàng một ngôi nhà trệt có hai mặt tiền nằm ngay trong lòng chợ, một mặt tiền đứng trước và một mặt tiền đứng sau, mô hình là kinh doanh buôn bán, và ngôi nhà này cực kỳ đẹp quý cô bác anh chị ạ. Sau đây thì em Hưng sẽ di chuyển vào trong ngôi nhà để quý cô bác anh chị mình cùng khảo sát được với em ạ. Nói về cái chợ Minh Hưng này thì phục vụ cho 3 khu công nghiệp lớn ở đây, đó chính là khu công nghiệp Minh Hưng 3, Minh Hưng Hàn Quốc và Shikiko. Cách với vị trí chợ này chỉ đúng trong bán kính là từ 1 km cho đến là 2 km thôi ạ. Và ngôi nhà này thì được anh chủ mới cải tạo xây dựng lại, còn cực kỳ mới. Nói về mức độ dân cư ở đây thì quá là tuyệt vời rồi, dân cư có thể nói là rất là đông. Ngôi nhà của chúng ta nằm ngay tại chợ Minh Hưng, gần sát với là Ủy ban Nhân dân của phường Minh Hưng này. Rồi trường học ở đây chúng ta có trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2 và các khu công nghiệp lớn ở đây. Rất phù hợp để quý cô bác anh chị khách hàng mình mua đầu tư trong thời điểm hiện tại hoặc mua cho thuê. Với cái khu vực này hiện tại đang cho thuê với mức giá là 5 triệu trên một tháng ạ. Và anh chủ thì cũng đang là muốn chuyển đổi kinh doanh nên là gửi em Hưng giới thiệu đến quý cô bác anh chị mình. Ngôi nhà của chúng ta thì có cái số nhà cực kỳ đẹp là số 88 ạ. Ngôi nhà này có diện tích hiển thị trên sổ ngang 4, dài là 14, có 55,9 m², quy hoạch là full đất ở đô thị quý cô bác anh chị ạ. Pháp lý sổ hồng riêng hết ha. Ngôi nhà này có thể công chứng liền trong ngày. Nói về không gian bên trong nhà thì được thiết kế là không gian mở, phù hợp với môi trường kinh doanh buôn bán hoặc cho thuê, với cái tông màu chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng, kèm những đường họa tiết hoa văn cũng khá là đơn giản, nhưng mà tạo cho cái không gian nhà này là cực kỳ đẹp. Ở không gian bên dưới thì anh chủ có thiết kế là một cái không gian phòng khách và nhà tắm, nhà vệ sinh. Đấy, ngôi nhà của chúng ta thì rất đặc biệt là có hai mặt tiền. Mặt tiền đường sau là có hướng là hướng Bắc và mặt tiền đường trước là hướng Nam ạ. Anh chủ thì có trang bị là hệ thống cửa kính cách âm, timber và cái cửa cuốn ha quý các anh chị. Đấy, cửa cuốn là loại là Sifa, rất là cao cấp ha. Mặt tiền đường sau thì quý các anh chị mình có thể thấy này, đối diện với kho thực phẩm của công ty là Đại Hồng Thắng ở đây ha. Đấy. Đường của chúng ta là đường thông, mặt tiền sau là đường bê tông quý các anh chị ạ. Có diện tích đường là 5 m. Đó. Nhà của chúng ta thì sẽ không bị trừ hành lang lộ giới gì đâu ha. Chợ này là chợ truyền thống quý các anh chị ạ, phục vụ cho 3 khu công nghiệp lớn. Giá gia chủ hiện tại đang mong muốn chỉ có là 2 tỷ rưỡi thôi. Quý các anh chị mình quan tâm sản phẩm này thì hãy liên hệ em Hưng ha. Tiết em nhấn nhá cho mọi cũng người khá là đơn giản. Đầy đủ thông tin. Ngôi nhà của chúng ta thì với cái tông màu chủ đạo là màu trắng. Vị trí để quý các anh chị mình có thể là khảo sát được từ xa. Ở bên dưới đây á, dưới cầu thang là anh chủ có làm một cái nhà vệ sinh và một cái vòi hoa sen để sử dụng tắm rửa ha quý các anh chị. Không gian thì cũng bố trí khá là hợp lý. Với màu chủ đạo là màu trắng thì cực kỳ cái đẹp cho ngôi nhà. Cầu thang ở đây cũng là cầu thang đúc và trệt của chúng ta cũng là trệt đúc ha quý ba anh chị. Ở bên trên một cái trệt này thì có không gian để nấu ăn cũng như là rửa bát đĩa. Anh chủ này thì ảnh kinh doanh về mảng là bán đệm ha quý ba anh chị. Tuy nhiên thì anh không có nhu cầu sử dụng nữa nên là anh gửi em Hưng giới thiệu đến mọi người mình tham khảo về ngôi nhà này ạ. Em Hưng xin chia sẻ lại thông tin, ngôi nhà của chúng ta là hai mặt tiền, một mặt tiền đường trước và một mặt tiền đường sau. Nhà này thì pháp lý sổ hồng riêng, gia chủ đang gửi em Hưng bán với mức giá là 2 tỷ rưỡi, còn nói chuyện trao đổi ạ. Nếu quý có ba anh chị mình á ưng về ngôi nhà này thì mọi người mình có thể là chuyển về đây để chúng ta cùng kinh doanh buôn bán đa dạng ngành nghề ở đây ạ. Vâng ạ, đây là anh đồng nghiệp của em Hưng đang xin thần linh thổ địa ở đây phù hộ cho chúng em chốt được ngôi nhà này nhanh chóng ha. Ngôi nhà này thì anh chủ thiết kế là mô hình là tiệm cắt tóc và một cái tiệm bán đệm ở phía đường sau nên là rất là sạch sẽ, thoải mái. Và mặt tiền chính của chúng ta là mặt tiền trong lòng chợ, đối diện với các sạp gà ở đây và sạp rau ha quý các anh chị.
Đấy, khu vực chợ. Thời gian này thì em Hưng đang quay vào lúc là 10 giờ rồi. Tuy nhiên trong thời điểm 10 giờ mà cũng khá là đông người ha. Chợ của chúng ta thì bao gồm đầy đủ như là Bách Hóa Xanh, Tiệm Vàng, rồi vân vân và vân vân. Đấy, nói về cái chợ này ấy, thì các anh chị công nhân di chuyển về đây ấy, mua rất là nhiều quý cô bác anh chị ạ. Bởi vì chợ này thì chủ yếu phục vụ cho các anh chị công nhân thôi. Đây là cái mức giá mua bán cũng như ở đây khá là rẻ. Đấy, em Hưng sẽ di chuyển xung quanh chợ để mọi người mình có thể là khảo sát cùng với em Hưng. Đấy, xung quanh đây thì quý cô bác anh chị thấy này, kinh doanh buôn bán rất là nhiều này. Chẳng hạn như trái cây, rau củ quả, thịt thà, rồi cá, rồi đồ biển, rồi đồ khô. Ui, nói chung rất là nhiều quý cô bác anh chị ạ. Ngôi nhà này thì anh chủ vừa mới sửa lại, rất là khang trang đẹp đẽ. Tuy nhiên thì anh chưa có về đây ở luôn. Anh đã gửi em Hưng giới thiệu đến mọi người mình tham khảo rồi ạ. Cũng không giấu gì quý cô bác anh chị mình, anh chủ này ở thành phố là Thủ Dầu Một. Đấy. Tuy nhiên thì bây giờ anh không có nhu cầu, nên là anh gửi lại em Hưng chia sẻ đến quý cô bác anh chị mình với mong muốn là giao dịch sớm để anh lấy tiền để anh làm một cái công việc khác ạ. Ở đây là sạp thịt ha quý cô bác anh chị. Ở một bên tay phải em Hưng là sạp thịt và ở bên tay trái là sạp cá. Đấy. Nói chung là cái chợ này á, là phục vụ cho ba khu công nghiệp lớn ở đây, rất là đông dân. Ngoài phục vụ cho khu công nghiệp còn phục vụ cho tất cả các anh chị, cô chú, dân cư ở đây. Về cái mức giá này á, ngày trước có cái thời đỉnh điểm á, giao dịch á, là 4 tỷ rưỡi trên một căn như thế này đây. Tuy nhiên thì bây giờ anh chỉ bán với mức giá là 2 tỷ rưỡi thôi quý các anh chị ạ. Đấy, giá cực kỳ rẻ rồi. Mọi người quan tâm sản phẩm này á, thì hãy liên hệ em Hưng ha. Đây, một cái chợ rất là đẹp, phục vụ cho rất nhiều các quý cô bác anh chị, khách hàng, công nhân, viên chức. Ôi rất là nhiều ạ. Và ở gần đây thì có một cái showroom Hyundai Bình Phước. Và cách với khu dân cư của chú Dũng Lò Vôi chỉ đúng trong bán kính là 3 km thôi ạ. Nói chung rất là gần, đủ mọi tiện ích hết ạ. Một cái vị trí rất đắc địa như thế này, rất ít người bán. Quý cô bác anh chị mình cùng tham khảo với em Hưng nhé. Đây, khu vực bên này á, thì bán đồ chơi rồi quạt. Ôi, nói chung là rất nhiều, chủ yếu là các đồ sinh hoạt cá nhân của một gia đình. Đây. Em Hưng đi di chuyển á, quay rất là chi tiết cụ thể để quý cô bác anh chị mình khỏi mất thời gian ha. Đây, em Hưng xin nhắc lại, chợ của chúng ta là chợ Minh Hưng, thuộc Trơn Thành của tỉnh Bình Phước. Đây, một cái chợ rất là lớn. Và bây giờ thì em Hưng xin phép được kết thúc video clip tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.